Cần biết không, tuần vừa rồi họ nhận được 1.200 tiền trợ cấp như là trên mạng đã đăng đó. Rồi tất cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền internet đều hoàn toàn miễn phí. Hello, 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 welcome back to my channel. Các bạn có nghe những cái thông tin mà nãy Hào nói có đúng sự thật hay không? Mà các bạn có biết rằng cái thông tin đó Hào lấy ở đâu không? Hiện tại đó là chưa có nhận được 1.200 hay là những cái tiền mà như hồi nãy nói hoàn toàn miễn phí đó là hoàn toàn là sai sự thật. Hiện tại Hào vẫn phải trả bill như là bình thường. Có một số khoản đó đúng là sẽ được khất lại nhưng mà vẫn phải trả nếu mà sau cái mùa dịch này qua. Nhưng cơ hội để họ sẽ nói một cái vấn đề mà bữa giờ ngồi ở nhà mà rất là bức xúc, mà ráng nhịn, bây giờ nhịn không nổi, đó là mượn cái video này để có thể chia sẻ với các bạn, đó chính là fake news. Và đây cũng chỉ là những cái ý kiến cá nhân rất là chủ quan mà như Hào đã nghe được, đã thấy được trên internet, cũng như là đã làm những cái tham khảo và những nguồn gốc chính thống này Hào muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu các bạn có cái ý kiến khác hoặc là những ý kiến nào bổ sung thì đừng quên để lại những cái comment bên dưới cho Hào nhé. Vì sao chúng ta phải ngưng share và đọc những cái fake news? Tại vì đó là những thông tin không đúng sự thật. Fake news hiểu thẳng ra là những thông tin, những bài báo thời sự giả mạo. Những sự thật đó sẽ được thổi phồng lên hay sẽ được thêm mắm, thêm muối vào. Ví dụ như cái chuyện mà 1.200 đó các bạn, trước khi mà cái điều này xảy ra có rất là nhiều người đồn, ngay cả những cái người mà nói là họ đã nhận được rồi, họ chưa nhận được. Thì khi mà cái thông tin này được đưa ra đó, nó chỉ là một cái đề xuất thôi. Rồi sau đó là sẽ phải đi qua Congress, là quốc hội, để thông qua những cái điều luật này nọ, rồi phải bỏ quyết phiếu bầu. Cả một cái đất nước Mỹ này, nó cái hệ thống chính trị của nó rất là phức tạp, bởi vì nó có hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Hai đảng nó phải vớt với nhau thế nào đó, xong rồi đưa lên cho Tổng thống, thì Tổng thống ký, thì cái điều đó sẽ mới thành sự thật. Mà hiện tại bây giờ có rất là nhiều người á chưa nhận được tiền mà đã nói nhận được rồi. Ví dụ như là bạn của mẹ Hào. Mẹ Hào hôm bữa nói chuyện với bạn á, thì Hào nói là chưa có được. Thì bạn của mẹ Hào lại nói là được rồi, nhà ba người, mỗi người 1.000, nhận được rồi đây nè. Nhưng mà họ nghe thấy là rất là mắc cười luôn á. Là bởi vì trên báo đài á, có rất là nhiều cái thông tin. Ví dụ như là báo đài của Việt Nam á, là đưa hẳn hoi là đã nhận được tiền. Thì bây giờ đó thì nó đã được thông qua rồi, thì mọi người chắc chắn sẽ được cái số tiền đó. Một cái vấn đề nữa các bạn phải nhìn vào là cái số tiền đó nó sẽ được chia như thế nào. Rồi người nào nhận được, người nào không nhận được. Cái báo lá cải hoặc là những cái báo mà không đúng sự thật đó, nó sẽ chỉ viết xoáy một cái vấn đề. Một là thổi phồng lên, hai là mép móp sự thật, và không có đưa cho người ta đến là kể câu chuyện từ A đến Z, mà chỉ từ A đến C rồi dừng. Thì ngay cái khúc từ A đến C nó sẽ cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi, hay là tin rất là giật gân để những người ta bấm vào và xem, thì chúng ta vô tình lại bị lừa. Đây là một cái thông tin mà chị họ của Hào gửi cho Hào, rồi sau đó Hào đọc xong rồi hả, Hào mới viết một cái bài post như thế này để mà gửi lên Facebook. Tại vì bữa giờ im lặng mà ai cũng cứ là xôn xao những cái thông tin không đúng sự thật. Vì sao fake news lại lan truyền nhanh hơn cả những thông tin chính thống? Bởi vì nó có những cái dòng tiêu đề, những cái tựa bài rất là thổi phồng và giật gân. Mà bản năng con người chúng ta thì khi mà rất là tò mò và thích thú với những cái tựa đề hấp dẫn đó, thế là phải bấm vào và xem liền ngay. Mặc trong khi có nhiều người chưa xem mà đã share trước rồi mới xem. Thì vô tình chúng ta lại giúp cho những cái bài báo không chính thống này lan truyền một cách rộng rãi và mạnh mẽ. Những cái fake news này á, thì ở những cái nước tiên tiến như là Mỹ thì nó đã là một cái quá trình hình thành, nó đã tồn tại rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì những cái năm dạo gần đây thì nó lại trở nên rất là nổi trội. Thì khi mà bạn nhấn vào xem những cái thông tin này á, thì trên đó nó có rất là nhiều những cái quảng cáo. Khi mà bạn xem thông tin này thì bạn cũng sẽ xem quảng cáo luôn. Những cái nhà quảng cáo đó đã trả tiền cho những cái tờ báo này để viết bài. Thì nếu mà cái người nào viết bài để mà có nhiều người xem và nhiều người click vô đó, thì vô tình chung bạn đã tiếp tay cho họ làm ra thêm được những tin giật gân khác. Bởi vì cái này nó đã quá phổ biến mà. Rồi cái điều tệ hơn đó là bạn đang lan truyền những cái thông tin không đúng sự thật và sai sự thật cho những người thân và bạn bè của chính mình. Rồi nếu như mà những cái người là những người viết lách rất là giỏi, không cần phải nghĩ đến cái tâm làm nghề nữa. Tại vì sao? Tại vì thời buổi khó khăn, kinh tế khó khăn, làm cái gì ra tiền thì tại sao không làm? Và sau đây họ sẽ có những cái tips mà họ đã chọn lọc được cũng như là tham khảo để làm sao mà chúng ta có thể đọc được những thông tin chính thống và share những cái nguồn thông tin này đến cho những người thân và bạn bè của mình.
Một bài báo được nhiều người share và comment thì chưa chắc là bài đã báo đó đã là bài báo chính thống và đúng sự thật. Thường thì những bài báo chính thống sẽ đến từ những địa chỉ trang web rất là thông dụng hoặc là các bạn cảm thấy rất là quen thuộc. Nếu như bạn thấy những cái bài mà những cái địa chỉ mà nó rất là tào lao hoặc là nó rất là lạ lẫm á, thì 90 mấy % á, thì nó là những cái bài báo, những bài báo lá cải. Như hồi nãy họ nói đó, khi mà đọc một cái vấn đề đó, bạn sẽ thấy là cái bài báo chính thống mà đúng đắn nó sẽ kể từ A đến Z, nhưng mà có nhiều bài thì nó sẽ chỉ kể từ A đến C thôi. Thì khi đó chúng ta phải tự bình tĩnh lại rằng đây có phải là những gì mình đang muốn đọc và đang muốn tìm hiểu hay không. Chưa hết thì bạn có thể thấy được những cái nội dung của tác giả, như là tên tác giả, ngày tháng viết, hoặc là cái bài báo này đến từ đâu và xuất bản như thế nào. Trên những trang web á, thì họ có những cái nơi mà bạn có thể tìm được cái thông tin liên lạc với những cái bài báo này, hoặc là những cái nhiệm vụ mà tại sao bạn nên đọc báo của họ, đọc báo của họ xong bạn sẽ lấy ra được những điều gì. Thì những cái thông tin này là những thông tin, một trong những thông tin rất là đúng đắn và chính xác mà bạn nên tìm hiểu. Ngày tháng á, nếu các bạn để ý á, thì sẽ không đúng. Nếu như bây giờ mình là ở 2020 đúng không, có nhiều bài báo bạn đọc đến một hồi mà bạn lướt qua bạn quên đi rằng nó đang nói về 2015. Nhưng mà những cái chi tiết nhỏ đó thường mình sẽ không có để ý. Còn một cái điều mà nó còn vui hơn là fake news, là báo mà có người viết. Cái điều mà vui hơn mà Hà thấy hiện tại đang hiện hành rất là nhiều trên Facebook hoặc là những cái social media đó, là một cái bài post thôi, một người nào đó viết một cái gì đó lên một cái văn bản, hay là viết một cái câu slogan khoảng 10 chữ về một cái vấn đề nào mà đang rất là hiện hành và nóng hổi ở trên mạng. Thì tự nhiên á, vô tình cái bài post đó được thấy nhiều người thấy đúng, mới thấy là share, mà không ai biết được rằng cái thông tin này có đúng hay không, mà cái người nào viết đã lấy cái nguồn gốc của thông tin này từ đâu. Rồi vô hình chung á, chúng ta lan truyền những cái thông tin không đúng sự thật cho những người xung quanh, và họ sẽ một là hoài nghi, hai là lại tiếp tục nhấn nút share để cho người khác, bởi vì mình là con người đúng không, mình muốn điều tốt nhất cho mọi người, nhưng vô tình thì mình lại đem đi share những cái điều không tốt. Ví dụ như là có nhiều người nói là ở Mỹ sẽ được test và điều trị miễn phí khi mà bạn bị mắc bệnh dịch này, nhưng mà đâu có ai biết là ở nước Mỹ này không đủ test cho hầu như là toàn công dân Mỹ, là không đủ test. Rồi khi nào mà bạn bệnh lắm thì bạn mới đi đến bác sĩ, mà đi đến bác sĩ họ cũng đuổi bạn về nhà, tại vì họ sẽ đợi cho bạn đến một cái tình trạng giống như là bạn không thể nào mà thở nổi. Hôm bữa họ có ghi trên Facebook có là như là khi nào bạn chết thì người ta mới chữa. Vậy mà nhiều người đồn thổi lên á, như là ở Mỹ là sướng lắm vậy đó. Đâu có phải là sướng như vậy đâu. Còn không á, là tiền thuế của nước Mỹ sẽ được dời cho đến mấy tháng sau. Thì các bạn biết á, là mỗi một năm ở Mỹ thì tháng 4 vào ngày 15 tháng 4 là ngày cuối cùng mà bạn khai thuế. Vì sao? Vì mỗi một người đi làm là phải đóng thuế. Mỗi một cái paycheck là cái tiền mà bạn được trả trên một cái check á, thì trong cái số tiền đó thì bạn đã được đóng thuế rồi, thì cái tiền bạn nhận á, là cái tiền của bạn. Thì mỗi một người sẽ rơi một cái danh sách khác nhau. Ví dụ như Hào nhé, Hào claims Hào là zero, thì mỗi một cái paycheck Hào mình sẽ trả tiền thuế nhiều hơn, và cuối năm á, khi mà họ đi làm thuế đó thì họ sẽ được lấy tiền lại mà không phải đóng thêm. Thì nhiều người á, họ sẽ rất là vui khi mà mùa thuế đến, như là Hào, tại vì mỗi lần mà họ lấy tiền lại họ rất là mừng, dĩ nhiên là một cuối năm lấy đầy được cả 1.000, 2.000 hơn, tùy vào năm làm nhiều hay làm ít. Có nhiều người á, họ rất là sợ cái mùa thuế, họ claim số 1 hay là số 2 gì đó thì họ sẽ trả tiền thuế ít hơn, nhưng mà cuối năm á, họ sẽ phải đóng tiền lại hoặc là không cần phải đóng tiền, tùy theo cái là lượng thuế, cái số tiền thuế họ đã đóng bao nhiêu trong một năm đó. Các bạn thấy không? Đó là hai cái thông tin hoàn toàn trái chiều và khác nhau, mà khi mà báo nó thổi lên á, hoặc là những cái người mà truyền tay nhau những cái thông tin này á, họ chỉ nói đến một cái vấn đề là ồ, cái tiền thuế này sẽ dời thêm mấy tháng sau nữa. Nhưng mà đâu có ai biết là trong cái tình trạng chung là người thế này, người thế kia. Mọi người biết không, bây giờ thời đại rất là tiên tiến rồi. Nếu như mình không biết gì hay là mình nghi ngờ điều gì, mình cứ lên Google thôi. Vì sao? Vì Google là một quyển bách khoa toàn thư mà chúng ta có thể hỏi và tra ra được những gì mình chúng ta đang thắc mắc. Rồi từ đó khi mà bạn bỏ lên Google một vấn đề đó, bạn sẽ có thể thấy rất là nhiều thông tin. Thì khi mà bạn đọc và tham khảo những thông tin này thì bạn có thể so sánh và lấy ra được cái kết cho mình. Và khi đó đó mình nhìn nhận một sự việc nó sẽ khách quan hơn, và mình sẽ thấy được nhiều khía cạnh của nó để tổng hợp lại những cái thông tin. Rồi sau đó mình có thể hỏi bạn bè, người thân của mình về ý kiến của họ như thế nào.
Một cách nữa rất là dễ đó hồi chị các bạn đó, là các bạn xem hết cái bài đó rồi, nếu mình cảm thấy là phân vân đó, mình cứ kéo xuống cái phần mà comments, những cái phần mà cho ý kiến phản hồi đó. Một thông tin nếu mà đưa ra mà có những tin giật gân và giật tít như vậy đó, thì thường sẽ có những ý kiến phản hồi trái chiều khác nhau. Nếu như mà mình đọc mình cảm thấy thú vị thì chắc chắn nhiều người khác đọc cũng sẽ cảm thấy thú vị như mình. Rồi nếu mà thông tin này không đúng sự thật thì sẽ có rất nhiều thông tin trái chiều và phản bác lại. Cứ đặt trường hợp Hà là cái người đọc thông tin mà Hà cảm thấy không đúng đi, thì chắc chắn Hà sẽ viết một cái bài post hay là comment liền là đây là thông tin không đúng sự thật. Bởi vì mình không muốn những người khác đọc những cái thông tin này rồi hiểu sai và nghĩ sai. Minh chứng là vừa rồi họ mới post một cái post Facebook rất là dài để mà phản bác lại những cái điều mà cái người đó nói sai về sự thật về nước Mỹ và những cái chuyện đang diễn ra. Bởi vì bữa giờ ở nhà mà cứ ráng nín mà không nín được. Nếu mà các bạn có thấy Facebook của Hà, các bạn sẽ thấy những cái gì mà họ post. Ok, vậy thì cuối cùng nếu mình là một người trẻ và người hiện đại thì mình có nên ủng hộ và lan truyền những cái fake news này không? Theo Hà thì là không. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống đã có quá nhiều bận rộn và lo toan rồi các bạn ạ. Những cái thông tin này chỉ làm cho mình phí thời gian và cảm thấy là phân vân, hoặc là có đôi khi á là nó rất là tiêu cực để mà đọc. Vô hình chung á thì mình sẽ làm cho cả những người thân, những người bạn bè của mình và trong xã hội nó sẽ hoang mang. Một cái click vào những cái fake news này rồi share đi cũng sẽ làm cho những người khác làm theo như vậy. Một nhóm nhỏ loạn thì đến một cái xã hội nó sẽ còn loạn hơn nữa các bạn ạ. Nhưng mà nhiều khi đọc những cái fake news này á, nó rất là giải trí. Vì sao? Nếu như bạn có đủ hiểu biết cũng như là bạn tham khảo đầy đủ và nắm bắt được thông tin hàng ngày á, thì những cái fake news này nhiều lúc á, nếu mà rảnh rỗi, nhất là trong những cái khoảng thời gian như thế này á, các bạn sẽ đọc rồi mà cười, rồi mình bàn với bạn của mình á, nói chuyện phím, nói chuyện tào lao trên trời đất hỡi á, thì lúc này fake news sẽ rất là có lợi. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút bình tĩnh, cũng như là có thể chọn lọc được những thông tin mà muốn lắng nghe, muốn xem và lan truyền cho những người thân và bạn bè của chúng ta. Hãy chung tay nói không với fake news để chúng ta có thể lan truyền những thông tin thật là đúng đắn, hoặc là loại trừ được những cái lo lắng mà không đáng có, để cuộc sống ngày càng vui tươi hơn, để xã hội ngày tiến bộ và phát triển hơn. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này hoặc là video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ nhé. Cũng đừng quên là để lại những comment bạn nghĩ như thế nào về fake news và nó có phải là một công cụ giải trí cho bạn hay nó chỉ làm cho bạn cảm thêm phiền toái và lo lắng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello How.